Khu vực biên giới giữa Pháp và Đức được đặt trong tình trạng báo động đỏ do lũ lụt nghiêm trọng, trong bối cảnh mưa lớn được dự báo sẽ còn tiếp diễn. Cơ quan cứu trợ Liên bang Đức đã đăng tải hình ảnh về một con phố bị ngập lụt ở thành phố Dabrücken thuộc bang Đà Lạt, miền Tây Nam nước này sau khi mưa lớn trút xuống khu vực. Theo tính toán, lượng mưa đo được có nơi lên tới 107 lít trên 1 mét vuông. Một quận chức thành phố này đã phải ban bố tình trạng thảm họa do mưa lũ. Thủ tướng Olaf Scholz đã hủy tham dự một sự kiện vận động tranh cử nghị viện châu Âu và dự kiến sẽ tới thị sát và đánh giá tình hình mưa lũ tại Đà Lạt. Cảnh báo mực nước dâng cao gây ngập úng đã được ban bố ở nhiều vùng sát biên giới với Pháp, trong khi dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn. Tính đến nay, có gần 20 cảnh báo thời tiết được ban bố với nhiều nơi ghi nhận màu đỏ và màu tím, các mức cảnh báo cao nhất.